Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tiền Văn Hóa. Dự thảo thông tư quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất 3 nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên vào lớp 10. Mức điểm cộng tối đa là 2 điểm cho nhóm 1, 1,5 điểm cho nhóm 2 và 1 điểm cho nhóm 3. Nhóm đối tượng ưu tiên số 1 là con liệt sĩ, con của thương bệnh binh, mất sức lao động 81% trở lên và con cán bộ cách mạng. Cụ thể, đối tượng con cán bộ cách mạng được cộng 2 điểm gồm con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 và con của người hoạt động cách mạng từ 1 tháng 1 năm 1945 đến trước cách mạng tháng 8. Đây chính là nhóm đối tượng gây tranh cãi. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng quy định này không có tính thực tế. Người hoạt động cách mạng năm 1945 trở về trước không thể dưới 90 tuổi. Ở độ tuổi này, việc có con 15 tuổi chuẩn bị thi vào lớp 10 là chuyện khó có thể xảy ra. Dưới đây là vài bình luận của cư dân mạng. Bà nội tôi năm nay 95 tuổi, là cán bộ cách mạng trước 1945. Con của cụ đã tốt nghiệp lớp 10 khoảng 50 đến 60 năm trước rồi. Vãi cả trường, mấy cụ tham gia cách mạng trước 1945 giờ, con họ đẻ mấy lứa luôn rồi. Đề xuất, cái gì mà nó hỏi chấm quá vậy? Ông nội tôi năm nay 98 tuổi rồi, và tôi lên chức bà trẻ từ cuối năm ngoái rồi. Sự thật là nó không thực tế cho lắm. Tuyển thẳng luôn chứ cộng điểm chi nữa? Thế là tầm 70 tuổi vẫn có con được à? Ông nào nghĩ được đề xuất tuyệt vời thế? Các cụ sinh 1930 còn chưa được tham gia cách mạng trước 1945, nhưng giờ các cụ cũng đã có chắt học lớp 10 rồi. Còn các cụ giờ trên 60 rồi đề xuất cho con các cụ không phải đóng hội phí hội các cụ thì nghe nó còn hợp lý. Nghĩa là ông bố phải tầm 100 tuổi hả mọi người? Tuyển thẳng đại học cho con cán bộ tham gia phong trào Cần Vương. Bố tôi tham gia cách mạng sau 1945, giờ cháu của ông sắp lấy vợ đến nơi rồi, mà thi lại vào lớp 10 kể ra cũng hơi ngại. Tuyệt vời, ông cố tôi đi cách mạng trước 1945. Bà ngoại tôi chỉ học tới lớp 5 phải nghỉ do thời cuộc. Năm nay nếu còn sống thì ngoại tôi 85 tuổi, chắc cũng hoan hỉ đi học tiếp để được hưởng điểm cộng. Nếu đề xuất này được đưa ra cách đây 40 đến 50 năm về trước, thì tất cả mọi người cũng sẽ tán thành vì hợp lý và nhân văn. Còn nhìn vào hiện tại xem có còn hợp lý không? Trên thực tế, nhóm đối tượng số 1 trong dự thảo thông tư mới được giữ nguyên như thông tư 11 ban hành năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các năm trước, nội dung này cũng đã được đưa ra tranh luận vào mỗi kỳ tuyển sinh lớp 10. Theo ông Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam, các chính sách ưu đãi với học sinh ở vùng còn khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và với con người có công với cách mạng đều là những chính sách nhân văn. Tuy nhiên, quy định cộng điểm ưu tiên cho hai trường hợp trên hết sức vô lý, bởi những người tham gia hoạt động cách mạng ở giai đoạn này đa phần không còn, hoặc nếu còn cũng đã ngoài 95 tuổi, có cháu, chắt lớn. Các cụ không thể có con 15 tuổi, tham dự kỳ thi vào lớp 10 từ năm 2025 trở đi. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Loan, Chủ tịch Hội đồng Trường Trung học Phổ thông Tứ Kỳ 2 cho rằng, việc cộng điểm ưu tiên cho con của những người tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945 hoàn toàn không khả thi. Tôi không hiểu những người làm luật đã tính toán thế nào về độ tuổi người được cộng điểm ưu tiên. Bởi con thương binh, liệt sĩ hoạt động trước năm 1945, hiện giờ chưa chắc đã còn sống nói gì đến việc thi vào lớp 10, đi học phổ thông. Nếu còn, những người ấy có lẽ phải đang học lên tiến sĩ, giáo sư nghe mới hợp lý. Ông Loan nói và cho biết, quy định này được đưa ra dường như chỉ để động viên xuống các gia đình người có công với cách mạng. Cả ông Lâm và ông Loan đều nhấn mạnh, việc ra quy định cộng điểm ưu tiên cho con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 và từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, ở thời điểm hiện tại hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên xóa bỏ để đảm bảo tính thực tế. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Giám đốc một Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định, dù tranh cãi, việc Bộ giữ nguyên quy định cộng điểm ưu tiên cao nhất cho con của người hoạt động cách mạng trước cách mạng tháng 8 1945 là hợp lý. Vì lãnh đạo này phân tích, người hoạt động cách mạng thời điểm 1945 không còn nhiều và đều ở độ tuổi trên 90. Điều này có nghĩa nếu có con 15 tuổi, họ sinh con vào khoảng trên 80 tuổi. Độ tuổi này hiếm người còn sinh con nhưng không phải là không thể sinh con, vì lãnh đạo nói. Thông tư quy chế tuyển sinh cần có độ phủ tới hết các đối tượng tuyển sinh, không bỏ sót nên trường hợp này có thể rất hãn hữu nhưng hoàn toàn vẫn có khả năng xảy đến. Ngoài ra, thông tư cũ và dự thảo thông tư mới đều không quy định đối tượng phải là con đẻ. Như vậy, con nuôi hợp pháp vẫn được chấp nhận. Trong thông tư cũ, Bộ không quy định mức điểm cộng cụ thể mà giao quyền tự chủ cho các sở giáo dục và đào tạo. Ở dự thảo mới, Bộ khống chế mức điểm cộng tối đa là 2, chênh lệch giữa các nhóm đối tượng giữ nguyên mức 0,5 điểm. Đây cũng là một đề xuất hợp lý, Giám đốc Sở nêu quan điểm. Vào kỳ tuyển sinh lớp 10 năm ngoái, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã giải thích với báo chí về việc cộng điểm cho đối tượng là con của người hoạt động cách mạng năm 1945. Theo đó, ông Thành cho biết, đối tượng trên được tính cả con đẻ và con nuôi hợp pháp. Chính sách cũng cần được tính toán với độ trễ nhất định để không bỏ sót người đáng được hưởng chế độ ưu tiên nhằm đảm bảo quyền lợi. Ngoài nhóm đối tượng kể trên, dự thảo thông tư mới cơ bản giữ nguyên hai nhóm đối tượng còn lại như thông tư cũ. Cụ thể, nhóm đối tượng ưu tiên số 2 gồm con của anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng,
con thương bệnh binh, mất sức lao động dưới 81%. Nhóm đối tượng ưu tiên số 3 là người dân tộc thiểu số hoặc có cha mẹ là người dân tộc thiểu số, học sinh đang sinh sống, học tập ở các xã khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3, thôn, đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 3 trên 5 đối tượng được giữ nguyên theo quy định cũ gồm học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở, học sinh là người dân tộc rất ít người và học sinh khuyết tật. 2 đối tượng còn lại là học sinh trung học cơ sở đạt giải trong các cuộc thi đối với các môn văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các bộ và cơ quan ngang bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc. Học sinh trung học cơ sở đạt giải quốc tế phải do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chọn cử. Ngày 25 tháng 10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một đại diện ban soạn thảo cho biết trong quá trình triển khai, ban dự thảo cũng đã tính đến trường hợp này để cân nhắc bỏ ra ngoài dự thảo nếu không còn phù hợp. Tuy nhiên, khi rà soát các văn bản pháp lý liên quan, thì thấy rằng Nghị định 131 năm 2021 về hướng dẫn pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng hiện vẫn còn hiệu lực, có quy định chế độ ưu đãi với con của người hoạt động cách mạng trước năm 1945. Chúng tôi cũng cân nhắc kỹ trường hợp này và thấy thực tế cũng có thể xảy ra tình huống người tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi đến 70-80, thậm chí cao tuổi hơn mới nhận con nuôi. Quy định cộng điểm ưu tiên có thể áp dụng với cả trường hợp con đẻ và con nuôi của người hoạt động cách mạng. Dựa trên cả cơ sở pháp lý và thực tế, chúng tôi vẫn để quy định với trường hợp con người hoạt động cách mạng trước năm 1945 trong dự thảo thông tư vì muốn bao quát được các đối tượng, không bỏ sót người đáng được hưởng chế độ. Đại diện ban soạn thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, tại thông tư 11 năm 2014 quy định về quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành năm 2014, chưa có quy định cộng điểm ưu tiên đối với con của người hoạt động cách mạng trước năm 1945. Nhưng khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư bổ sung đã bổ sung thêm đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Chi tiết này cũng đã khép lại video. Quý vị nghĩ sao về đề xuất cộng điểm này? Hãy để lại ý kiến bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!